Một, cổ nhân dạy, mất đi bốn điều này. Ông trời sẽ trả đủ cho bạn. Quý vị thân mến, trên thế giới này có một quy luật vận hành được gọi là bảo toàn. Nếu mất đi thứ gì đó thì dĩ nhiên bạn sẽ được đền bù bởi một thứ khác. Người nợ bạn, trời cao đền bù cho bạn, vì ông trời sẽ trả cho bạn những thứ gì. Có câu nói rất hay thế này, tất cả những gì bạn mất rồi sẽ quay trở lại trong tương lai. Nếu bạn đã có trải nghiệm như vậy, hãy để lại bình luận để chương trình biết với nhé chẳng hạn như bạn cho đi một cách chân thành nhưng không ngờ lại bị đối phương lừa gạt lúc này bạn sẽ cảm thấy tức giận đến không kiềm chế được cảm thán thiên đạo bất công đời người khốn khổ nhìn thấu hồng trần hiểu rằng cuộc đời chỉ là giấc mộng đúng vậy hẳn là bạn thừa nhận rằng bản thân thực sự đã đánh mất sự chân thành cũng như tiền bạc và thời gian thế nhưng nhìn rộng hơn một chút thì bạn sẽ thấy bản thân không mất đi thứ gì bởi vì số phận sẽ bù đắp tất cả trên thế giới này có một quy luật vận hành không ngừng nghỉ gọi là bảo toàn có mất đi thì sẽ có nhận lại vừa mất vừa được này một âm một dương đã cấu thành nên thế tục hồng trần khi bị mất đi chúng ta cần nên giữ bình tĩnh coi nhẹ được mất thuận theo tự nhiên mà làm những việc cần làm là được rồi thời gian sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng nếu người ta nợ bạn ông trời sẽ trả lại cho bạn. Trời cao trả cho bạn thứ gì? Nếu bạn đánh mất bốn thứ này, trời cao sẽ trả đủ cho bạn. Không thiếu thứ gì. Đầu tiên là bạn mất đi tình cảm. Trời cao sẽ bồi thường lương duyên tốt hơn. Trong một mối quan hệ tình cảm, bạn là người thành thật, cam tâm tình nguyện bỏ ra chân tình không chút so đó tính toán, nhưng không ngờ lại gặp phải người không tốt khiến cho chân tình đổi lấy đau thương. Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người thường sẽ đi đến cực đoan hoặc dần dần trở nên đen tối hơn. Nội tâm không còn trong sáng nữa và đánh mất khả năng yêu thương. Họ sẽ thường than thở và đặc biệt thất vọng đối với con người thế gian. Tạm thời đi đến cực đoan không phải là vấn đề lớn bởi vì cảm xúc của con người cần được chút bỏ. Nếu luôn luôn đi đến cực đoan thì sẽ trở thành người có suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng sẽ hại chết chính mình. Thử nghĩ xem, nếu chưa từng bị ai phụ lòng, liệu bạn có thể hiểu rõ lòng người và sự thật của thế giới này hay không suy cho cùng thì số tiền học phí phải đóng không thể nào ít hơn những gì sẽ nhận được sự việc đã như vậy rồi lúc này bạn chỉ cần chờ đợi trời cao an bài là tốt rồi khi càng trưởng thành hơn trong cuộc sống bạn sẽ gặp được mối lương duyên tốt hơn ít nhất thì tình yêu thuộc về bạn sẽ đến một cách bất ngờ chúng ta cần tin tưởng chắc chắn rằng không ngừng nỗ lực sẽ gặt hái được thành quả tuy nhiên trái ngọt bạn thu về sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới thứ hai là thiện ý đến cuối cùng sẽ có thiện báo nếu không ngại thì chúng ta cùng suy nghĩ về một câu hỏi rốt cuộc thì làm người thiện lương tốt hơn hay là người gian ác sẽ tốt hơn câu hỏi này không có đáp án tuyệt đối đối đãi với quân tử chúng ta làm người thiện lương sẽ tốt hơn còn đối đãi với tiểu nhân chúng ta nhẫn nại hơn một chút thì sẽ tốt hơn nói chung thì chúng ta vẫn cần dựa trên thiện ý một nhà văn từng nói rằng nếu bạn dùng thiện ý đối đãi với thế giới này thì sẽ có được sự tôn trọng mà thế giới dành cho bạn khi bạn nhìn thấy thế giới với thái độ tích cực và đầy nắng bạn sẽ thấy bầu trời vốn thật xanh đồ ăn cũng rất ngon và phong cảnh nước non thật tươi mát vì sao chúng ta lại nhanh chóng đánh mất loại thiện ý này cũng như mất đi năng lực khám phá thế giới tươi đẹp bởi vì chúng ta đã bị quan niệm coi trọng vật chất chi phối tư tưởng cho rằng theo đuổi danh và lợi mới là điều tốt chơi lo lắng rằng thiện ý của mình không được đền đáp đạo lý này gọi là người đối đãi thiện lương với người thì trời cao không bạc đãi người ác tự có ác nhân trị lòng tốt của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp thứ ba là số tiền bị mất sẽ được đền bù dưới hình thức khác trong thị trấn có một cặp vợ chồng lương thiện và tốt bụng họ cho em trai vay 100.000 nhân dân tệ để giúp anh ta vượt qua khó khăn. Sau đó, người em vay tiền không chịu trả và còn coi anh chị như kẻ thù. Hai vợ chồng này cũng rất tức giận, nói rằng chúng ta cho anh ta vay tiền mà không lấy lãi, nhưng anh ta lại lấy oán trả ơn, đã không trả tiền gốc, lại còn coi chúng ta như kẻ thù. Đây là lý gì vậy? Nhiều năm sau, con kế của hai vợ chồng đã trưởng thành và bắt đầu kinh doanh bên ngoài buôn bán khá thuận lợi và kiếm được nhiều tiền cả gia đình trở nên giàu có mua được nhà mới xe mới cuộc sống đặc biệt sung túc tuy rằng người em vẫn chưa trả lại số tiền vay năm xưa nhưng hai vợ chồng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến các con đã có sự nghiệp thành đạt họ nghĩ rằng sự thiệt thòi của bản thân khi xưa có tính là gì chỉ cần con cái tốt là được rồi bị tiểu nhân cướp đi tiền tài và vận may nếu có thể lấy lại kịp thời thì chúng ta cũng không chịu tổn thất gì. Mà nếu không thể lấy lại ngay thời điểm đó thì trong thời gian ngắn chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Đương nhiên, lúc này chúng ta cần phải nhìn vào vận may lâu dài. Nếu như tả vật bị tiểu nhân cướp đi, có lẽ mất cái này lại đem đến thứ tốt đẹp hơn cho con cái bạn. Điều này thực ra không thể nói chính xác được. Nhưng trong cuộc sống vẫn tồn tại không ít trường hợp như vậy thứ tư là chịu ủy khuất và bất công mà tích đức tu tâm có người cho rằng chỉ trong khó khăn và khổ đau con người mới có cơ hội tu dưỡng nhân cách nâng cao đạo đức khi giàu có và hạnh phúc bạn không phải lo lắng bất cứ điều gì vậy làm sao bạn có cơ hội tu dưỡng tâm tính chỉ khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn đau khổ con người mới học được cách tu dưỡng nội tâm và bước đi trên con đường tươi sáng của riêng mình hơn nữa muốn giàu có và hạnh phúc trước tiên bạn phải nếm trải qua vô số gian khổ có thể nói là khổ tận cam lai mấy ai biết những người giàu có và quyền lực đã từng trải qua bao nhiêu khổ ải mới đạt được chớ nghĩ rằng sẽ có bánh từ trên trời rơi xuống sống giữa hồng trần gặp chuyện bất công cũng là điều bình thường ủy khuất cũng là việc không thể tránh khỏi điều này đúng như người ta vẫn nói trời không bỏ rơi người chỉ có thể tự mình vượt qua người nếu có thể tự mình vượt lên thì tất nhiên có trời trợ giúp. Hãy buông xuống tâm thái phàn nàn, hoài nghi, giữ tư thế bình thản, tĩnh tại, nhìn hoa nở hoa tàn, thoải mái ngắm mây tụ mây tan. Tương lai như thế nào sẽ do trời cao định đoạt, người biết hài lòng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. Thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. 2. Thuận theo tự nhiên, bí quyết đạt được thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, tục ngữ nói cố tình trồng hoa hoa không nở vô tâm cấy liễu liễu thành rừng trong cuộc sống rất nhiều khi cưỡng cầu mong có được thì lại bị mất đi giống như nắm cát nằm trong tay nắm càng chặt thì cát rơi càng nhanh có khi nào bạn cũng rơi vào trạng thái như vậy không luôn muốn nắm giữ kiểm soát mọi thứ nhưng cuối cùng phát hiện có cố cũng không có kết quả chỉ bằng cứ thuận theo tự nhiên mở lòng bàn tay ra sẽ thấy rằng được nhiều hơn mất cổ nhân nói sống chết có số phú quý do trời bởi vậy với hết thầy sự tình trong cuộc sống thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất người ta sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất hoặc canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó người ta thông thường đều ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt an hòa vốn có mà rơi vào đau khổ mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện hãy dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có câu chuyện kể rằng thời xưa có một vị thư pháp nổi tiếng đến một ngôi chùa cổ kính theo lời mời để viết một bức hoành phi. Lúc ông ngồi viết, một người học trò cưng đi theo ông ngồi bên cạnh và mải rất nhiều mực. Đồng thời, với mỗi bức mà thư pháp ra viết người học trò này đều thẳng thắn đưa ra những ý kiến đánh giá sau khi viết xong một bức người học trò của ông nói thưa thầy bức này viết không đẹp mỗi một bức mà thư pháp ra viết người học trò của ông đều cảm thấy không hài lòng cho rằng ông chưa thể hiện ra hết thực lực của bản thân vị thư pháp ra viết rất nhiều bức nhưng người học trò đều có chung một nhận xét bức này so với bước trước còn xấu hơn Vị thư pháp gia nén lòng viết đến 84 bức mà vẫn không nhận được lời khen ngợi của người học trò. Cuối cùng, người học trò của ông xin phép đi ra ngoài. Ông nghĩ thầm, cuối cùng cũng tránh được ánh mắt của cậu ta rồi. Thế là vị thư pháp bình tâm tĩnh khí viết một bức với tâm thái vô cùng thoải mái. Tự nhiên, không để tâm đến kết quả ra sao. Sau khi người học trò quay trở lại phòng, nhìn thấy bức hoành phi liền thốt lên, thật sự là một kiệt tác phàm là việc gì khi làm mà canh cánh trong lòng mong muốn đạt được kết quả như ý thì lại thường bị thất vọng. Không cầu. Thuận theo tự nhiên mà làm. Tự nhiên lại đạt được kết quả như ý. Đây chính là điều mà cổ nhân nói, không cầu mà tự được. Thái Tông là một nhà văn, nhà thư pháp, một vị quan nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông có một bộ dâu rất rậm nên mọi người thường gọi ông là Mỹ Nhiêm Công. Tống Nhân Tông rất thích bộ dâu của Thái Tông nên có một lần hỏi đùa ông rằng, không biết ban đêm khi ái khanh ngủ. Chùm dâu này đặt ở trong hay ở ngoài chăn bông? Thái Tông nghe thấy câu hỏi này thì giật mình vì chính ông cũng chưa bao giờ để ý đến điều đó. Vì thế ông không thể trả lời được. Đêm đó, khi Thái Tông ngủ, ông hết đặt chùm dâu ra ngoài chăn rồi lại cho vào trong chăn. Cuối cùng cả đêm ông không ngủ được vì không biết nên đặt ở trong hay ở ngoài cho thích hợp nhất. Về sau ông mới hiểu ra rằng lúc bình thường căn bản không cần để ý dâu ở bên trong chăn hay bên ngoài chăn hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên là hơn hết kỳ thực con người ngủ như thế nào thức dậy như thế nào đều là việc rất tự nhiên nếu trong lòng có chấp nhất gượng ép thì lại thành ra trái với tự nhiên một khi đã trái với tự nhiên thì làm sao có thể có được sự thoải mái có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình sau một hồi chạy đuổi như thế sức cùng lực kiệt nó nằm dưới đất thở hổn hển bỗng có một con chó lớn đi qua hỏi nó đã xảy ra chuyện gì con chó nhỏ đáp một người bạn đã nói cho tôi biết nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt cho nên tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình mà bị sức cùng như thế này con chó lớn thở dài một tiếng rồi nói khi ta còn trẻ cũng được nghe qua người khác nói như vậy Ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như người bây giờ. Nhưng sau này ta chợt nhận ra khi ta theo đuổi khoái hoạt và hạnh phúc thì đó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta, giống cái đuôi này, trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên, mới phát hiện ra rằng hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau, ngày đêm đi theo ta, chính như cái đuôi này vậy. Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống chỉ là rất nhiều người thế gian không biết thưởng thức như thế nào. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất, khiến tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc và khoái hoạt thực sự. Người ta không biết rằng rất nhiều thứ trong cuộc sống chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được, cưỡng cầu là không thể được. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh chính là không cầu mà được. Phạm làm việc gì cũng không nên cố ý cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên tùy ngộ mà an vận, khí tốt và hạnh phúc sẽ thuận theo đó mà đến. 3. Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên, chìa khóa để an nhiên tự tại giữa cuộc đời đầy biến động. Quý vị thân mến, con người sống trên đời cần biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên, như vậy mới có thể an nhiên tự tại giữa thế sự luôn đổi thay từng ngày. Biết đủ là một cảnh giới khó đắc, cũng là trí huệ nhân sinh. Điều khó làm nhất trong cuộc đời chính là biết đủ, bởi lẽ trong tâm có quá nhiều dục vọng, nhưng chưa thỏa nguyện nên vẫn mãi khổ tâm cầu kết quả. Con người sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy dục vọng, chẳng thể tự mình vượt thoát. Có câu, chi túc thường lạc, biết đủ thường vui. Người không biết đủ thì dẫu sống trong nhung gấm lụa là, ở trên đỉnh cao của danh vọng, cũng vẫn đứng núi này trông núi nọ, khổ công vứt bỏ nơi đãi nước những người biết đủ thì dù cuộc sống có mệt nhọc họ vẫn cảm thấy vui vẻ khi nhà tâm học vương dương minh còn ở long trường những tùy tùng đi theo ông đều lần lượt ngã bệnh có người qua đời duy chỉ còn lại mình ông vẫn bình an vô sự vương dương minh nói đến long trường hai năm cũng bị chướng khí xâm hại nhưng tôi vẫn bình an vô sự đây là bởi bản thân tôi trước sau luôn duy trì tâm thái tích cực thái độ lạc quan không có bi thương đau khổ, thiểu não u sầu như những người khác. Trong cuộc sống, nếu có thể thanh tâm quả dục, biết đủ nhiều hơn một chút thì dục vọng sẽ bớt đi một chút. Niềm vui tăng thêm một phần, phiền muộn giảm xuống một phần. Biết đủ là trân quý những gì mình đang có, nắm giữ những gì mình có thể, không theo đuổi những mục tiêu viễn vông hay những thứ không thuộc về mình. Trong đạo đức kinh, lão tử giảng, biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy, con người không nên tham vọng quá nhiều, cần biết dừng lại đúng lúc, biết dừng tức là biết tiến biết thoái, khi cần tiến thì tiến, khi cần dừng thì dừng lại. Trên con đường nhân sinh, chúng ta khó tránh khỏi sẽ làm sai một số việc, đi sai một vài đoạn đường. Thực ra, khi bạn phát hiện ra mình sai rồi thì hãy dừng lại, đừng cố bước về phía trước, càng đi càng sai nếu vẫn bước tiếp thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp đa phần đều là vực thẳm là bi thương bản thân mến biết rừng không phải là buông bỏ không phải là chịu thua mà là nhận thức rõ hiện trạng dám tìm lại một con đường mới và một hành trình tốt hơn có những lúc giữa ngã rẽ cuộc đời chưa biết sẽ đi đâu về đâu thì hãy tạm dừng lại hành đáo thủy cùng xứ tọa khán vân khởi thì đi đến nơi sân cùng thủy tận rồi ngồi xuống ngẩng đầu ngắm mây bay. Kỳ thực, dẫu làm việc gì cũng đều cần biết dừng lại đúng lúc. Bạn sẽ nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi. Biết sống thuận theo tự nhiên chính là tùy cảnh mà an. Đối mặt với mọi chuyện bằng một tâm thái bình thản tự nhiên. Có được trái tim bình thản ấy mới có thể coi nhẹ tiền tài và quyền thế. Mới có thể thản đáng đối mặt với thành công và thất bại. Trước đây, có người thỉnh giáo một vị thiền sư rằng thế nào là tu hành thiền sư đáp những lúc bụng đói ăn cơm thì cứ một lòng ăn cơm những lúc buồn ngủ thì cứ một lòng mà ngủ thôi người này lấy làm lạ bèn hỏi những người khác đều làm như vậy cả lẽ nào họ lại không dụng công giống như ngài hay sao thiền sư trả lời rằng không phải vậy những lúc họ ăn cơm thì nghĩ đến ngủ những lúc ngủ lại nghĩ đến ăn cơm còn ăn cơm thì chỉ lo ăn cơm ngủ thì chỉ lo ngủ vậy nên không giống nhau thấy sự phồn hoa chẳng qua chỉ như khói mây. Khi bạn nhìn thông, nghĩ thoáng, bạn sẽ cảm thấy rằng thuận theo tự nhiên là trạng thái tốt nhất có thể. Sự huy hoàng nhất thời khiến con người ngưỡng vọng. Nỗi thất bại nhất thời khiến con người tham thốc. Nhưng cuộc sống cuối cùng cũng đều quy về sự bình thản. Sống thuận theo tự nhiên, con người mới không cao ngạo khi ở ngôi cao, không tự ti khi ngồi chỗ thấp. Trong sách U Song Tiểu Ký cũng ghi lại một câu đói như thế này không quan tâm đều hơn lẽ thiệt ngắm trước sân hoa nở hoa tàn tùy ý ra đi hay ở lại nhìn khung trời mây tụ mây tan hãy nhớ rằng biết đủ thường vui biết rừng mới có thể tiến xa hơn sống thuận theo tự nhiên con người mới biết cách nếm trải cuộc sống nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9 không thực tế bình luận số không điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 4. Vượt qua nghịch cảnh. Tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống đôi khi gặp khó khăn, gặp chuyện không vừa ý. Nhiều lúc ta thường không làm chủ được bản thân. Có những người sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng, bỏ tay tiêu cực. Thế nhưng đâu đó vẫn luôn có những người có nội tâm mạnh mẽ. Họ bình tĩnh, thản đáng đối diện. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Có vui có buồn luôn có những thử thách để ta trưởng thành hơn bạn biết đó gặp khó khăn không phải điều xấu trong nghịch cảnh sẽ giúp ta nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống trong hy vọng cũng đừng quên cố gắng không ngừng sinh mệnh chẳng qua chỉ là một quá trình một quá trình dài đằng đẵng hoặc là một quá trình ngắn ngủi tạm thời ông trời ban cho chúng ta sinh mệnh đồng thời cũng ban cho chúng ta rất nhiều những trắc trở trông gai chính là bởi những trắc trở hoặc nhiều hoặc ít này có thể khiến chúng ta tổn thương buồn khổ nhưng chúng ta lại không thể vì vậy mà ngừng hẳn nụ cười trên môi một nụ cười sảng khoái một vòng cung đẹp đẽ ở đôi môi vừa thể hiện sự lạc quan để cho thấy sự kiên cường có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại nào không kể là thân đang ở tình cảnh phức tạp như thế nào chỉ có sinh mệnh thường luôn mỉm cười mới có thể chiến thắng tất cả dù là bạn đứng trên đỉnh núi cao chót vót hay là quanh quẩn nơi thung lũng lạc mất hướng đi người đang mỉm cười không phải là không có những lúc buồn đau chẳng qua chỉ là họ đã tu luyện những đau khổ kia thành một chương nhạc tươi đẹp người đang tươi cười vốn không phải là không có những lúc thất bại khó khăn chẳng qua là họ đã biến thất bại thành động lực để tiến về phía trước cho sinh mệnh một nụ cười bạn sẽ có được một cuộc đời vui vẻ nếu như bạn cảm thấy sợ hãi bởi ngọn núi đá treo leo trước mặt thế thì sinh mệnh cũng mãi mãi chỉ có thể là một đầm nước chết trên đường đời của sinh mệnh mọi đau buồn trước kia nay đều đã thành như dĩ vãng đời người có những lúc thay vì than khóc trước mọi trắc trở khó khăn của bản thân chỉ bằng hãy dũng cảm hướng về phía mặt trời mà đi vứt bỏ bóng tối lại sau lưng dùng nụ cười vẽ nên quang cảnh bình minh dùng niềm vui lấp đầy mỗi một khoảng trống trong tâm hồn chỉ có khi đã vượt qua vách núi hiểm trở mới hiển lộ ra quang cảnh tráng lệ hùng vĩ đời người cũng là như vậy không thể cứ mãi luôn cho rằng cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy đời người lúc nào cũng có nhiều điều khiến ta tiếc nuối những khi hơi không để ý mà hồi tưởng lại biết bao chuyện trước đây hiện ra trước mắt điều khiến người ta khó quên nhất và ký ức hệt như mới vậy nhất định là những tiếc nuối mà bản thân từng trải qua trong nghịch cảnh sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống trong hy vọng cũng đừng quên cố gắng không ngừng cảnh vật sẽ có lúc đổi thay gặp gỡ cũng có lúc chia xa bên nhau cũng có lúc phải chia lìa có những người sẽ ở lại trong tim bạn một quãng thời gian mang lại cảm giác ấm áp cho nhau đó là một loại gặp gỡ tốt đẹp nhất quãng đời còn lại khiến ta không ngừng hồi tưởng lại ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại rất nhiều việc đã trở nên mơ hồ rất nhiều người trong ký ức mà nay đã rơi vào quên lãng chỉ có rất ít người và sự việc liên quan với chúng ta không phải mỗi một lần cố gắng đều sẽ có thu hoạch nhưng mà mỗi một lần thu hoạch đều cần phải cố gắng đây là mệnh để không thể nghịch chuyển được thế giới rộng lớn đến vậy yêu một người chính là dễ dàng như thế cuộc sống chính là như thế không để lại chút khoảng trống nào tiếp tục cuộc sống dường như đều cần phải có dũng khí rất lớn luôn phải dừng lại trên bờ nhìn những con thuyền khác dương buồm mà đi, vật lộn với sóng gió. Sau đó nắng chiều bao trùm khắp cả bến tàu. Lúc này vẫn chưa phát hiện bản thân vẫn chưa rời bến. Không ai có thể quay trở về quá khứ để mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ai ai cũng đều có thể bắt đầu từ bây giờ. Nhờ vậy mà có thể viết nên một kết cục hoàn toàn khác. Thiên hạ không có điều ngẫu nhiên. Mỗi người những lúc hoang mang buồn khổ đều cần bạn bè ở bên cạnh khuyên bảo một đôi lời kỳ thật vốn dĩ không phải chúng ta không hiểu những đạo lý này chỉ là chúng ta đặc biệt muốn nghe người khác nhắc lại chúng để nghiệm chứng và kiên định tính chính xác của những đạo lý này trong đời người chúng ta luôn có khá nhiều những khát khao và mong cầu như vậy nhưng mà xét đến cùng điều chúng ta khao khát nhất chẳng qua chỉ là mong được người khác cần đến sự hiện diện của mình con đường là những điều bản thân đã từng trải qua chứ không phải là sự lựa chọn kiếp người luôn có một ngày sẽ phải hạ màn chúng ta đều sẽ đến lúc phải giả đi. Không kể trong tâm chúng ta được cõi đời bể dâu gột rửa thế nào, nhưng thâm tình vẫn tràn đầy như xưa. Bởi không còn trẻ nữa, vậy nên càng thêm trân quý những gì mình có được. Bởi đã trải qua năm tháng dài lâu, vậy nên thường hay nghĩ và cảm khái tình cảm chân thành trước đây. Bởi chân thành đi cùng với nhau tất nhiên đều lưu lại là dư vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Không người nào có thể đi cùng bạn cả đời vậy nên bạn cần phải thích ứng với nỗi cô đơn đời người vốn chỉ như vở kịch vậy hết thảy đều có duyên phận như thế hóa thành mỗi một món quà hoàn mỹ tìm kiếm niềm vui của cuộc sống thì phải dựa vào chính mình luôn có những sự việc chúng ta không mong muốn nó phát sinh nhưng lại phải biết chấp nhận luôn có những điều chúng ta không nguyện ý biết nhưng lại cần phải hiểu rõ luôn có những người không thể thiếu trong cuộc đời mình nhưng ta cần phải học biết buông tay luôn có những khoảnh khắc chúng ta không nguyện ý để nó trôi đi, nhưng lại phát hiện căn bản không thể làm được gì. Bạn có trân quý sinh mệnh của mình hay không? Thế thì đừng có lãng phí thời gian thêm nữa, bởi thời gian là vốn liếng tạo thành sinh mệnh này. Mỗi sáng thức dậy, hãy nhìn về phía ánh mặt trời, cố gắng vươn lên. Cuộc sống là xem nhẹ cơm áo gạo tiền, là bôn ba vất vả từ sáng đến tối, là con người, ai cũng có bi hoan ly hợp mặt trăng thì có tiếc nuối khi tròn khi khuyết đời người là quá trình đi đến nơi tận cùng lặng nhìn áng mây trôi cuộc sống là sau khi đi khắp nghìn đèo vạn suối cởi mở ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã qua niềm vui luôn thích ẩn mình trong những chi tiết nhỏ nhặt hạnh phúc chẳng qua chỉ là thỏa mãn của tâm ta không tranh cãi với người khác không tranh cãi với bản thân không tranh cãi với vận mệnh bởi lòng không tính toán so đo vậy nên trong tâm lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ kỳ thực chúng ta đều có cỗ máy thời gian đưa chúng ta trở về quá khứ thì gọi là ký ức đưa đến tương lai thì được gọi là mộng cảnh dùng miệng lưỡi tổn thương người đó là một loại hành vi ngốc nghếch nhất một người có thể khống chế được cảm xúc không tốt của bản thân làm được như vậy còn xuất sắc hơn cả một người có thể công hạ một thành trì nước sâu thì chảy chậm người quý thì tự biết kiệm lời 5. Khiêm nhường và tôn trọng người khác bất kể địa vị hay thân phận là Mỹ Đức mang đến sự giàu mạnh cho Nhật Bản. Nhật Bản là một quốc gia lễ giáo và khiêm tốn. Họ tôn trọng người khác không phân biệt thân phận hay địa vị. Khi vừa đặt chân tới Nhật Bản, tôi luôn tỏ ra hơn người. Dương Dương tự đắc nên rất khó hòa nhập vào xã hội Nhật. Phải 10 năm sau đó tôi mới có thể thay đổi quan niệm cố hữu đã bám dễ của mình. Ngày thứ hai khi tới đất nước mặt trời mọc này, tôi ra ngoài tản bộ ở một con ngõ nhỏ yên tĩnh gần nhà. Phía trước mặt có một người phụ nữ thấp lùn tầm hơn 60 tuổi đi tới. Bà lùn lắm, chỉ tầm một mở 40. Bởi vậy khi đối diện với bà tôi càng cảm thấy mình cao lớn hơn. Vì thế mà tôi đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi qua bà. Bà lão lại hơi gù lưng, với khuôn mặt như biết cười. Bà điềm tĩnh tiến tới trước mặt tôi và nói, xin chào. Nói xong bà cúi gập người ở góc 90 độ làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Thấy vậy tôi luống cuống vội vàng nói: "Xin chào. Và muốn học cách tôn trọng người khác của bà." Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra và lớn lên tôi được người khác tôn trọng như vậy. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ và tự hỏi, tại sao bà ấy lại có thể khiêm tốn nhún nhường chào hỏi một người hoàn toàn xa lạ như mình? Trở về nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ về hành động đó nên đã hỏi chồng tôi về chuyện này. Anh bật cười và nói, người Nhật ai cũng như vậy đấy. Đừng nên lấy làm ngạc nhiên. Nếu không em sẽ phải ngạc nhiên cả đời. Ngày thứ ba tôi có gặp một đồng nghiệp khoảng tầm 50 tuổi của chồng. Chị ấy cũng cúi đầu chào hỏi tôi như vậy, rất vui được gặp chị. Cảm ơn chị. Còn tôi khi đó ngồi trong xe chỉ gật đầu chào hỏi, rất vui được gặp chị. Khi con tôi vào tiểu học, thầy giáo của cháu đến nhà tôi để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình. Khi thầy tới nơi, từ ngoài cổng đã khom lưng cúi đầu chào tôi, và tôi cũng hành lễ cúi đầu chào lại. Khi ngẩng đầu lên thấy thầy giáo vẫn đang khom lưng, tôi chỉ còn cách khom lưng cúi đầu lần nữa, cho tới khi thầy ngẩng đầu lên tôi mới ngẩng đầu. Trong lòng tôi thầm nghĩ, khom lưng cúi đầu lâu như vậy mà lưng của thầy ấy không đau nhỉ? Sau khi vào nhà, tôi và thầy giáo ngồi đối diện nói chuyện. Thầy giáo luôn dùng kính ngữ với vẻ tôn trọng để trò chuyện với tôi. Không những vậy, thầy còn chia sẻ về rất nhiều ưu điểm nổi bật của con có những ưu điểm mà đến bản thân tôi là mẹ cũng không phát hiện ra ngược lại khi chia sẻ về những khuyết điểm của con thầy lại dùng khẩu khí an ủi động viên nói với tôi chúng có những khuyết điểm đó vì vẫn là trẻ con mà chị trẻ con bé nào cũng vậy cả điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên dường như trong mắt thầy giáo con tôi là một cô bé hoàn hảo không có khuyết điểm gì tất cả mọi lời thầy nói làm tôi cảm thấy bất cứ khuyết điểm nào đều là nhỏ bé và nên được bao dung cuối cùng thầy nói với tôi trong năm nay mong chị hãy chăm sóc chú ý tới con nhiều hơn nữa nói xong thầy cáo tử ra về khi ra tới cửa vẫn cúi đầu khom lưng chào tạm biệt như lúc tới sống và tiếp xúc lâu dần ở nhật bản tôi mới phát hiện người nhật ai cũng đều khiêm nhường cung kính như vậy những người có quyền chức có thân phận lại càng kính cẩn hơn Tôi thường xuyên nhìn thấy các nhân viên lãnh đạo của quận huyện nơi tôi sinh sống cúi đầu khom lưng chào những người dân đi làm bằng xe bus ở các trạm xe. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ tại Nhật cũng đứng đầu thế giới. Nhân viên phục vụ luôn nở nụ cười tươi tắn và cúi đầu khom lưng với khách hàng, làm khách hàng cảm nhận được sự nhiệt tình chu đáo cũng như sự tôn trọng của họ dành cho mình. Trong nền văn hóa trà đạo, kiếm đạo, judo, thái cực quyền, người Nhật đều có nghi lễ cúi đầu khom lưng Đôi khi là quỳ gối cúi đầu chào. Sau khi tìm hiểu sâu về văn hóa Nhật, tôi bắt đầu yêu mến sự khiêm nhường cung kính đó và cũng học cách khiêm nhường cúi gập 90 độ chào hỏi lễ phép của họ. Không những vậy tôi còn học được cách cư xử chân thành đối với từng người mà tôi gặp. Bất kể là đối phương có hành lễ lại với tôi hay không, tôi cũng đều làm như vậy. Nguyên nhân vì từ sâu thẳm trong tâm tôi muốn tôn trọng và khiêm nhường kính cẩn với họ khi nước nhật xảy ra động đất sóng thần tôi được chứng kiến vợ của thiên hoàng nhật thủ tướng nhật cung kính hỏi thăm những người dân bị nạn khi trung quốc xảy ra trận địa chấn tại đường sơn đội cứu trợ của nhật đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm đồng bào trung quốc bị thiệt mạng chỉ qua những hành động và biểu hiện đó tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc cho dù người nghèo hay người giàu cho dù ở bất kể địa vị nào người nhật đều chân quý sinh mệnh chân quý tính mạng con người và đều rất tôn trọng người khác. 6. Nhân sinh vạn trạng, không có gì là bền vững tuyệt đối. Thế gian muôn hình vạn trạng, người thì tính cách như những hạt tiêu cay, người lại như tầng tầng lớp lớp của vỏ hành, bóc mãi cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Lại có người tâm nhãn như những hạt sen kia, dịu dàng, thuần khiết. Cũng có người nói, cuộc đời tôi giống như búp măng đâm chồi nảy lá, cứ hướng thẳng mà vươn lên không biết luồn lách ai. Một là một, hai là hai. Tính cách như vậy, tuy dễ đắc tội với người khác nhưng tôi vẫn cứ là chính mình, là tôi của chính tôi. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hiếu báo, đó chính là điều tôi tin tưởng. Nhân sinh vạn trạng, suy cho cùng cũng không nằm ngoài hai chữ tình người. Có đủ thứ tình người muôn trạng vạn hình, vui buồn oán giận, yêu ghét hận thù, nghĩa nặng tình thâm, kẻ ghét người thương, tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ tình người mà thôi. Có lúc tình người ấm như lửa, có lúc lại lạnh như băng. Khi ấm thì như ánh mặt trời, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp hiền hòa, như gieo mầm cội phúc. Khi lạnh lại khiến cho lòng người tê tái, lệ chảy đôi dòng, ruột thắt từng cơn. Có lúc tình người giống như ly nước trắng, rời không khỏi, thiếu không được vắng nó thì cuộc sống không còn sự sống mà uống vào lại chẳng có tư vị gì vậy nên nói có ích thì là có ích nói nó vô dụng thì cũng là vô dụng con người chúng ta đứng trong cái cảm giác mong manh giữa có và không đôi bên phụ thuộc lẫn nhau trách cứ lẫn nhau cảm ơn lẫn nhau nương tựa với nhau và rồi cũng là hòa quyện lẫn nhau khi có tiền thì tình thâm nghĩa nặng đi đâu cũng kẻ đón người đưa hết tiền thì tình tan sớm tối đi về sầu đơn bóng lẻ vậy nên có câu lúc khó khăn mới biết ai là bạn khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai khi chúng ta có tiền có địa vị thì những người chẳng thân mà cũng chẳng gần ấy gặp đầu cũng tay bắt mặt mừng ra điều thân thích chào đón thường xuyên có công có chuyện chẳng cần ới gọi nhưng cũng tự tìm đến nhưng đến khi chúng ta không tiền không địa vị khi ấy bạn sẽ phát hiện rằng có một số người biến mất vô tâm vô tích không lý do một cách khó hiểu có tìm cũng chẳng gặp vâng đó chính là cuộc sống thế nhân tình người đôi khi cũng như tờ giấy mỏng bạn càng có thì tiền giấy càng dày càng đáng giá khi bạn thật là giàu có thì tờ giấy còn dày hơn cả vàng bạc kim ngân đó là khi bạn quyền cao chức trọng tiền bạc rùng rỉnh còn khi xa cơ lỡ vận thì giấy đã mỏng nay lại càng mỏng hơn sau cùng đời bạc như trang giấy mỏng tình người cũng tựa như chiếc thuyền linh đinh trên sóng nước. Lúc bạn tốt thì sóng yên gió thuận, đưa bạn vào bờ an toàn. Nhưng khi bạn xa cơ thì sóng gầm gió thét. Chỉ cần không vững tay chèo là thuyền lật buồm tan. Nhấn bạn chìm nơi tận đáy sâu. Đời là vậy, tình là thế. Nhưng sinh ra làm kiếp người có ai là thoát khỏi sông nợ. Bể tình, con người vẫn cứ vì tình mà sống, vì duyên mà nợ. Kẻ đến người đi ấy cũng chỉ bởi hai chữ nhân duyên. Khi duyên cạn, tình mòn xa nhau đó là điều tất yếu. Vậy nên còn duyên thì còn nợ, còn hận còn sâu. Hết duyên hết nợ thì đôi đầu chia ly. Kỳ thực, kiếp người là quán trọ trần gian. Sinh ra là trả nợ duyên còn khi xưa. Mọi đau khổ hay vui buồn đến và đi trong đời ấy đều do định số. Sống nếu có thể nghĩ thông nhìn thấu ắt sẽ được tự tại an nhiên. 7 lời tiên tri của một vị đạo sĩ. Bốn điều đã ứng nghiệm, hai điều vẫn còn là ẩn số. Năm nay tôi 81 tuổi. Câu chuyện mà tôi sắp kể là chuyện cũ do tôi đích thân trải nghiệm. Nhà mẹ đẻ tôi ở vùng núi phía nam của tỉnh Tế Nam. 70 năm trước khi tôi còn bé xíu, tôi vẫn nhớ trong nhà mình có một người tu đạo. Ông ngoài 40 tuổi, chạc tuổi cha tôi. Ông rất lương thiện, thường xưng em với những người cùng trang lứa ông gọi cha mẹ tôi là anh chị còn gọi tôi là cô gái nhỏ những khi công việc đồng áng bận rộn ông lại giúp tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi ông ra ngoài hành nghề y thuật hóa duyên tối trở về nhà nhưng ông không thắp đèn không ai biết ông làm gì trong phòng ông thường nói những lời kỳ lạ mà chúng tôi không sao hiểu được cha tôi thường nói ông là một người đặc biệt một hôm bầu trời vô cùng trong xanh nhưng ông lại không cho mọi người trong nhà ra ngoài. Năm đó tôi 12 tuổi. Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất về một vài chuyện có liên quan tới ông. Một hôm bầu trời vô cùng trong xanh, nhưng ông lại không cho mọi người trong nhà tôi ra ngoài. Ông cũng không giải thích vì sao như vậy. Phải đến gần chưa đột nhiên trời trở gió. Tức khắc những cơn cuồng phong từ tứ phía ập tới, cuốn theo đất đá cuồn cuộn mù mịt. Những cây đại thụ bị nhổ bật rễ, cành cây tan tác rơi nghiêng ngả. Nhà bị bật nóc. Dơ tay ra trước mặt cũng không thể nhìn rõ những ngón tay của chính mình. Khoảng một tiếng sau, trời mới dần dần sáng sủa trở lại và ánh mặt trời bắt đầu ló ra. Vị đạo sĩ nói, nếu gặp phải cơn cuồng phong này thì con người sẽ mắc bệnh nặng và bị lột mấy lớp da. Nghiêm trọng thì ngay cả tính mệnh cũng không thể giữ được. Vị đạo sĩ nhìn thấy trước cơn mưa. Năm ấy trời đại hạn hán, sau ba ngày tam phục đầu tiên trời mới đổ mưa người trong thôn đều tranh thủ ra đồng trồng hoa màu nhưng vị đạo sĩ này lại không cho chúng tôi làm gì cả hóa ra ba ngày sau có một trận mưa còn lớn hơn dẫu có trồng thì cũng phí công vô ích cũng sẽ bị mưa cuốn đi hết sau khi trận mưa lớn qua đi đất vẫn còn rất ẩm thì ông lại thúc giục nhà tôi hãy sớm đi trồng cây đừng để lỡ mất thời vụ nếu không thì hoa màu sẽ chẳng thể nào nảy mầm được vào ngày đại hỷ của nhà ta. Cháu có thể mời sư phụ của mình đến uống ly rượu mừng được không ạ? À? Một lần khác chú tôi kết hôn, vị đạo sĩ đã thương lượng với ông nội tôi rằng vào ngày đại hỷ của nhà ta, cháu có thể mời sư phụ của mình đến uống ly rượu mừng được không ạ? À? Ông nội tôi nói, cậu đến ở nhà ta đã bao nhiêu năm nay, ta cũng chưa từng gặp mặt sư phụ của cậu. Hãy mau mời ông ấy đến đây, đến ngày cử hành hôn lễ, mãi cho đến khi khách khứa đều đã ra về người trong nhà cũng không nhìn thấy bóng dáng sư phụ của ông ông nội tôi bèn hỏi vị đạo sĩ rằng sao cậu không mời sư phụ đến vị đạo sĩ nói sư phụ cháu đã đến từ sớm rồi chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy ông ấy mà thôi nếu trong nhà có việc cần em giúp thì hãy thắp một nén hương và gọi tên em vài năm sau vị đạo sĩ nói với cha mẹ tôi rằng em phải đi rồi em không thể ở lại đây tu hành nữa nếu trong nhà có việc cần em giúp thì hãy thắp một nén hương và gọi tên em người nhà tôi bán tín bán nghi lại một năm qua đi sau lưng bố tôi mọc một cái u ác tính đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không khỏi lúc này mọi người mới nghĩ tới lời vị đạo sĩ nọ thắp một nén hương và gọi tên em em sẽ đến nhưng rốt cuộc thì ông ấy cũng chỉ là một con người sao có thể linh nghiệm như vậy được người nhà tôi cũng chẳng để tâm lo nghĩ được nhiều như vậy cứ thử xem sao. Buổi tối bà nội tôi thắp một nén hương giữa sân và gọi tên vị đạo sĩ mau trở về. Lúc đó đang là ngày đông rét buốt. Khi trời còn chưa sáng đã nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra chỉ thấy vị đạo sĩ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo bông cũng ướt sũng mồ hôi. Câu đầu tiên ông hỏi là trong nhà đã xảy ra đại sự gì? Mẹ tôi bèn kể về bệnh tình của cha. Ông nhìn vào cái u ác tính của cha và nói, không có gì nghiêm trọng cả cũng dễ thôi mà sau đó ông khoét cái u ác tính đi và đắp thuốc lên hôm sau cha tôi đã có thể trở dậy phút giây bùi ngùi từ biệt và lời dặn dò khiến mặt người biến sắc trong bữa cơm ông nói với cha mẹ tôi rằng sau này anh chị đừng thắp hương cho em nữa em không thể chịu được cái lễ lớn cả một bó hương như vậy đâu khi sắp rời đi cha tôi hỏi khi nào thì ông quay về thăm mọi người vị đạo sĩ nói đợi đến khi trên núi xây nhà lầu nước trong giếng tràn vào nhà đuôi đèn trúc xuống dưới núi còn lại nửa bên người sau khi chết không ai chôn cất thì em sẽ về thăm mọi người lúc đó sẽ có những biến động bất ngờ e rằng có thể gặp được anh chị hay không còn rất khó nói cha tôi nghe sau mặt liền biến sắc nói rằng người chết không ai chôn đây chẳng phải là một đại tai nạn tại nhân gian hay sao sau nhiều lần người nhà gặng hỏi vị đạo sĩ mới nói rằng trên mặt có ấn nhìn không thấy ấn xóa sạch rồi nạn mới qua. Ông nói xong bèn đi mất và không bao giờ trở lại nữa. Cả nhà tôi đều khắc ghi những lời này, nhưng khó có thể hiểu được ngụ ý trong đó. 70 năm sau bốn điều trước ông nói đều lần lượt ứng nghiệm một cách kỳ lạ. Hai điều sau vẫn nằm sâu trong sự bí ẩn. Tới giờ, sau 70 năm, bốn điều trước đây ông nói đều trở thành hiện thực. Giờ đây trên núi, dưới núi đều xây nhà tầng nhà gác, nước trong giếng cũng tràn vào nhà bởi lẽ bây giờ người ta dùng nước máy trước kia phải ra giếng gánh nước về uống đuôi đèn trúc xuống là chỉ đèn điện trước kia đều dùng đèn dầu nên đuôi đèn hướng lên trên vùng chúng tôi là vùng núi nhưng lại bị khai thác quá mức và không hoàn chỉnh thế nên chỉ còn lại nửa bên là vì vậy duy chỉ có câu người chết không ai chôn cất vẫn chưa ứng nghiệm còn câu trên mặt có ấn nhìn không thấy ấn xóa sạch rồi nạn mới qua thì dẫu vò đầu bứt tai mọi người cũng không đoán biết được liệu có chính xác hay không. Xưa có câu, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì giảm. Con người cũng như vậy. Những điều nghe thấy, những điều nhìn thấy, những điều cảm thấy đều sẽ trở thành một phần trong tâm hồn chúng ta. Dấu ấn mà vị đạo sĩ kia nhắc tới phải chăng cũng vô hình như tâm hồn mỗi người. Áp hẳn đó là những điều không tốt đi ngược lại với luân lý của đất trời, đi ngược lại với sự tôn kính thần Phật. Vậy nên khi kiếp nạn đến con người mới phải tự mình gánh chịu hậu quả do mình gây ra mà không được các vị thần linh bảo hộ. Phải chăng chỉ có tu tâm dưỡng tính, luôn đứng về cái thiện mới có thể xóa sạch dấu ấn đó. 8. Bí quyết làm tiền đề để, để cho bạn có được nhân duyên tốt. Nhân duyên tốt đẹp là tài sản to lớn của đời người. Có được nó rồi, sự nghiệp sẽ thuận lợi, công việc sẽ hành thông, cuộc sống sẽ được như ý. Nhưng nhân duyên tốt sẽ không từ trên trời rơi xuống, mà cần đến sự cố gắng chăm chỉ của bạn. Cổ nhân giảng rằng quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Ý nói rằng kết giao của người quân tử nhạt như nước lã, kết giao của kẻ tiểu nhân lại ngọt như đường. Tuy nhiên, nếu có sự thuần khiết, cao thượng, nó không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư mối quan hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết không vụ lợi như vậy thì mới có thể gắn bó lâu dài còn tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào vô vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao trong ứng xử giữa người với người làm thế nào để có thể duy trì khoảng cách nhưng vẫn chung sống hòa thuận với nhau biết cách ứng xử thích hợp và có chừng có mực nhận được thiện cảm của người khác điều này sẽ quyết định sự thành bại then chốt một đời của bạn. Một, phép tắc. Một, hãy khích lệ người khác. Hãy khen ngợi những thành quả mà người khác đạt được hoặc những việc tốt mà người khác đã làm. Lời động viên khích lệ như ánh mặt trời. Nếu thiếu mất nó thì chúng ta không có đầy đủ dưỡng chất để sinh trưởng. 2. Bất cứ lúc nào cũng nên giữ thể diện cho người khác. Đừng hạ thấp người khác. Cũng đừng thổi phồng sai lầm của họ. 3. Chỉ nên nói những lời tốt đẹp sau lưng người khác. 4. Đừng thổi phồng bản thân mà hãy thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của chính mình. Còn như ngược lại, bạn muốn gây thù chuốc oán thì hãy cứ đả kích người khác. Nếu bạn muốn có được bạn bè, tha được cho người thì hãy cứ tha. Năm những lúc phạm sai lầm, hãy kịp thời xin lỗi, những lúc sắp bị trách mắng thì tốt nhất bạn hãy chủ động chịu đòn nhận tội sáu bạn nên nêu ý kiến nhiều hơn chứ không phải là đưa ra mệnh lệnh như vậy sẽ có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và tránh dẫn phát mâu thuẫn bảy những lúc người khác tức giận bạn nên bày tỏ lý giải cơn giận của người khác thường chỉ vì để gợi lên sự chú ý của bạn tám hãy nói ít nhất nếu có thể nên cho người khác cơ hội được nói còn bản thân hãy là một thính giả biết lắng nghe bạn không nên chen ngang lời của người khác dù khi ấy người ta có nói sai. 9. Bạn nên thử phân tích sự tình từ trên lập trường của người khác. Đừng quên hỏi bản thân mình, anh ta làm như vậy là xuất phát từ nguyên nhân gì? Thông cảm cho người khác chính là thể hiện của lòng bao dung. 10. Trong lúc trò chuyện, dù là trò chuyện trong điện thoại, cũng nên nghĩ cách khiến đối phương có cảm nhận tốt đẹp về mình. 11. Bạn không nên lúc nào cũng cho là mình có lý, đôi lúc cũng phải thừa nhận có lẽ bản thân đã sai như vậy sẽ có thể tránh được mọi tranh chấp. 12. Thường xuyên tặng nhau những món quà nhỏ có thể không có lý do đặc biệt gì, mà chỉ đơn giản là khiến người nhận cảm thấy vui. 13. Những lúc phát sinh mâu thuẫn, bạn hãy giữ bình tĩnh. Trước tiên hãy lắng nghe ý kiến của đối phương, cố gắng tìm kiếm điểm giống nhau của hai bên và bày tỏ lòng cảm kích với gợi ý mà người ta mang lại cho mình. 14. Giữ mãi nụ cười với những người trước nay không mỉm cười với người khác, ta càng nên mỉm cười với họ nhiều hơn. 15. Nên học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương. Hãy tự hỏi bản thân mình, điều anh ấy thật sự cần là gì? Làm thế nào có thể khiến anh ấy được thoải mái? 2. Bí quyết. Nhân duyên tốt là tài sản to lớn của một người. Có được nó rồi, sự nghiệp sẽ thuận lợi, cuộc sống sẽ được như ý. Nhưng nhân duyên tốt sẽ không từ trên trời rơi xuống, mà cần đến sự cố gắng chăm chỉ của bạn. Một, Tôn trọng người khác. Tục ngữ nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vận dụng triết lý đơn giản này vào trong giao tiếp xã hội, ở nơi đâu bạn cũng tôn trọng người khác, thì hồi báo nhận lại được chính là người khác luôn luôn tôn trọng bạn. Bởi tôn trọng người khác thật ra chính là tôn trọng chính bản thân mình. 2. Vui vẻ giúp đỡ người khác con người ta cần biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt cần phải vô cùng trân quý sự quan tâm và giúp đỡ mà bản thân mình nhận được trong lúc khó khăn, xem nó như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xem người giúp đỡ mình là bạn bè thật sự, là người bạn tốt nhất. Giúp đỡ người khác không nhất định là giúp đỡ về mặt vật chất, một cái bắt tay đơn giản hoặc một lời nói quan tâm cũng có thể khiến người khác cảm kích bạn vô cùng. Nếu bạn có thể giúp đỡ người đã từng làm tổn thương mình, điều đó không chỉ có thể cho thấy tấm lòng bao dung to lớn của bạn hơn nữa còn trợ giúp biến địch thành bạn xây dựng mối quan hệ rộng rãi cho bản thân ba lòng ôm giữ cảm kích trong cuộc sống các mối quan hệ giữa người với người là vi diệu nhất đối với lòng tốt hoặc sự giúp đỡ của người khác nếu bạn cảm nhận không đến hoặc cư xử lạnh lùng thì rất có khả năng sẽ sinh ra các loại oán hận hãy thử nghĩ xem bạn trong công việc cảm thấy nhẹ nhõm rồi, không chừng lại có người đang phải gánh trọng trách thay cho bạn, những lúc bạn tận hưởng hạnh phúc, không chừng lại có người đang vất vả cực nhọc vì bạn. Chúng ta sống trong xã hội rộng lớn, sẽ luôn có người lo lắng vì bạn, suy nghĩ cho bạn. Vậy nên, nếu thường ôm giữ một trái tim cảm kích, sẽ khiến cho mối quan hệ giữa người với người hài hòa hơn. Sợi dây tình cảm bởi vì có cảm kích mới càng thêm bền vững xây dựng hữu nghị cần phải dựa vào cảm kích mà vun trồng, thì mới cành lá xun xuê. Bởi có cảm kích, bạn mới trở thành một đồng sự tốt, một người bạn tốt, và một người thân tốt. 4. dao động điều hòa cùng tần số. Tục ngữ nói, hai người đồng lòng. Có tiền ắt mua được vàng, mỗi người một lòng riêng. Dù có tiền cũng chẳng mua nổi cây kim. Trong âm học cũng có quy luật này, gọi là dao động điều hòa cùng tần số giữa người với người, nếu như có thể chủ động tìm kiếm điểm chung, khiến cho tần số vốn có của bản thân và tần số vốn có của người khác đồng nhất với nhau, chính là có thể khiến giữa mọi người với nhau tăng thêm tình hữu nghị, trở thành bạn thân, phát sinh dao động điều hòa cùng tần số. Khi thấy người khác thuận buồm xuôi gió, bạn nên vì vậy mà mừng cho người ta, khi người khác gặp phải khó khăn, bạn nên xem khó khăn của người khác giống như khó khăn của mình. Những điều này chính là tình thân ái nên có của việc dao động điều hòa cùng tần số. 5. Khen ngợi một cách chân thành. Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói, mỗi một người đều thích được khen ngợi. John Dewey nhà giáo dục triết học người Mỹ cũng nói, lực thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người chính là mong bản thân có chỗ hữu dụng, mong được người khác khen ngợi. Bởi vậy, đối với thành tích và tiến bộ của người khác, ta cần phải khẳng định cần phải khen ngợi và khích lệ. Khi người khác có chỗ đáng được khen ngợi, bạn nên chân thành khen ngợi người khác một cách không tiếc lời, khiến cho mối quan hệ giữa mọi người trở nên hài hòa và ấm áp. Có thể nói, khen ngợi là gốc rễ của tình hữu nghị, là một loại chất gắn kết lý tưởng. Nó không chỉ gắn chặt tình cảm, mà còn có thể liên kết những người vốn không quen biết lại với nhau. 6. Hài hước dí dòm mọi người đều thích tiếp xúc với những người có tính cách dí dòm. Nói năng hài hước. Hài hước, có thể nói là một thỏi nam châm thu hút mọi người, cũng có thể nói là một hoạt chất bôi trơn. Biến phiền não trở thành vui sướng, biến đau khổ trở thành mừng vui, biến lúng túng khó xử thành hòa hợp gắn kết. 7. Quan dung độ lượng. Trong quan hệ giữa người với người, thì xuất hiện va chạm và mâu thuẫn là điều khó tránh. Dưới loại tình huống này, nên học cách độ lượng và khoan dung, nên biết rằng con người vốn không phải thánh hiền, có ai mà chưa từng phạm lỗi? Bởi vậy, đừng bởi sai lầm của người khác mà canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Con đường nhân sinh, bởi có khoan dung và độ lượng sẽ càng đi càng rộng, còn tâm ý hẹp hòi sẽ chỉ đẩy bản thân vào trong ngõ cụt mà thôi. 8. Thành khẩn xin lỗi. Có những lúc hễ không cẩn thận có thể sẽ đụng vỡ bình hoa mà người khác yêu mến bản thân thiếu suy nghĩ có thể sẽ hiểu lầm ý tốt của người khác một câu nói vô tình của bản thân có thể khiến trái tim người khác tổn thương sâu sắc nếu như bạn không may đắc tội với người khác thì hãy chân thành xin lỗi như vậy không chỉ có thể bù đắp sai lầm hóa giải mâu thuẫn mà còn có thể giúp hai bên hiểu nhau hơn chúng ta tuyệt đối không nên xem lời xin lỗi thành như nỗi nhục, bởi nếu thế có khả năng bạn sẽ mất đi một người bạn thân. Đương nhiên, một người nếu như muốn bảo trì mối quan hệ tốt đẹp, tốt nhất hãy giảm thiểu thiếu sót của mình. Tăng tử có nói, mỗi ngày ta xét thân ta ba việc, một, nhận làm thay người ta việc gì, ta có thực tâm làm không? Hai, cùng với bè bạn giao ước điều gì, ta có thất tín không? Ba, thầy dạy ta những gì? ta có nghiên cứu học tập không? Vì để có nhân duyên tốt, một người nên phải không ngừng kiểm điểm sai lầm của mình, nâng cao tu dưỡng đạo đức của bản thân. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9, không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.